Xin chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể bật được cái tính năng Perspective Warm lên nha. Thì bình thường thì khi mà bạn cài đặt xong thì nó có thể gặp cái tình trạng là nó mờ như thế này và chúng ta sẽ không chọn được. Thì mình sẽ có video chia sẻ cái cách sử dụng tính năng này như thế nào. Còn video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật cái tính năng lên nha. Và cái tính năng đó thì nó có nhiều cái công dụng rất là hay, rất là thú vị. Rồi, bình thường thì nó đang mờ như thế này, thì nếu các bạn gặp tình trạng này thì chúng ta sẽ làm theo nha. Chúng ta sẽ vào Edit nè, chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là Reference nè, này chúng ta nhấp vào đây và chúng ta sẽ chọn là Performance nha. Rồi, khi mà các bạn Reference hiện ra rồi thì các bạn để ý ở cái mục là Event Setting này, chúng ta sẽ nhấp chuột vào. Rồi, ở cái phần vẽ mô hình vẽ này thì chúng ta để cho mình là có một cái tích chọn nó bị bỏ đi, đó là Geographic Professor nha. Thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Ở đây thì nó có ba cái chế độ, thì các bạn thể chọn chế độ basic hoặc chế độ normal cũng được nha. Và chúng ta nhớ là chúng ta thích chọn vào đây, chúng ta chọn ok rồi chúng ta chọn ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần edit và chúng ta kiểm tra lại, thì cái mục này nó đều bật bật lên này. Như vậy là chúng ta đã thực hiện thành công rồi nha.